Xin chào anh em nhá. Chúc anh em buổi tối vẻ. Hôm nay chúng ta tiếp tục part 3 Banach. Sau đây là khoảng gần 20 gác. Thì từ to đến nhỏ các bạn có gì lựa chọn, sau đó chọn cho mình những cái ác hợp lý nhất. Các bạn tạm dừng để check kỹ ác. Nếu như mà chưa check kỹ thì các bạn nhắn tin cho mình để lấy thêm thông tin. Đấy, giá ác thì đã tham khảo qua chủ ác nữa rồi. Cho nên là anh em mà cảm thấy ưng thì các bạn giao dịch, còn không ưng thì các bạn kiếm ác khác. Ok, ta sẽ đến với con nick đầu tiên. Đây chính là nick bên server gà. Không biết là cái sợ video lâu lâu nó tôi lốc nhiều ác quá, nó bị đơ một chút xíu thì không sao các bạn nhé, chỉ đơ một tí thôi. Có gì nếu mà gặp cái đoạn nào đơ thì anh em tua đi một chút không sao cả. Đây là ác đến từ server gà sấm sét. Level 60, lực chiến là 19 triệu. Bạn ấy có đưa ra cái giá là 1 triệu. Và bạn ấy đưa ra giá 1 triệu mà tôi thấy 900 là ok. Thì các bạn có gì xem xét thông tin ác này, nếu được thì các bạn gọi cho mình. Anh em mua sớm thì có thể được giảm chút xíu nữa nhá các bạn nhá. Các bạn nhớ là tùy ác, không phải tất cả ác mà nhiều ác các bạn TM sớm sẽ được giảm giá. Mua sớm rồi còn hẹn vài ngày sau thì không thể. Ví dụ anh em hứng thì nay mua hoặc mai mua luôn đấy, tối nay các bạn xem. Ok, con này thì châu báu đây, đồ đạc thì cũng được gia hạn rồi, gia hạn hết 1 năm rồi. Con này thì còn hơn tháng nữa, anh em chơi gia hạn dần. Có super kẹo, super thần giáo, đây là kho đồ cho anh em nhìn qua. Con này thì chơi vui nghịch ngợm thôi, anh em nào thích thì có thể mua. Ra đến với con tiếp theo, mình sẽ lốc một vài ác. Đây, lốc ít thôi cho đỡ lag các bạn, hơi lâu tí nhá. Rồi mình show trực tiếp, nhận đủ ác phát mình quay cái video ngắn ngắn để cho anh em xem luôn. Vì bỏ sót cái link nào của các bạn thì anh em thông cảm nhé. Cũng nhiều nhiều, đôi khi tôi đang bận tôi không về lưu kịp ấy. Mình lưu trong cái máy điện thoại, à lưu trong máy tính của mình. Nhưng mình lưu vào trong một cái file đấy. Mà đôi khi đang đi đường anh em gửi mình ok nhưng về lại quên không check thì cái đấy anh em thông cảm. Nếu các bạn cảm thấy không phiền thì anh em gửi lại. Còn nếu mà phiền thì mình xin lỗi nhé. Đôi khi mình quên, không biết làm sao mà lưu hết được những cái lúc ở đấy. Còn đây là một nick 67 bên server gì đây. Tôi nhìn cái top này tôi đoán đây là server kỵ sĩ á. Server 67 có một cái sách này, nhiều bạn thích sách thì đây là sách. 4 cái nhẫn 6 trông khá là đẹp. Bạn ấy bán giá 1 triệu thôi. Sao 4,5 à? Anh em chỉ cần chơi một thời gian ngắn ngắn nữa thôi là các bạn đào khoáng này đập lên 5 sao đơn giản thôi. Pet, bạn ấy đang sử dụng con pet rắn đây. 63 và đã ông ấy phong ấn hai con luôn. Rất ghê gớm. Đây là kho đồ của đấy đây. Có đây là cái super cá chép này nhá. Super cá chép này. Lincoln Halloween này. Đây là kho đồ. Còn ít sát gold ấy. Còn ít này cũng rất là đẹp. Vừa giá, anh em mua thì liên hệ. Là kỵ sĩ các bạn nhá. Đồ đạc gia hạn hết rồi. 5,15 rồi. Tương đối thôi, 50 gần 5. Ok, con nick tiếp theo thôi, chúng ta sẽ nhanh chóng nhá. Nếu như mà anh em muốn xem kỹ thì nhắn inbox hỏi. Con này thì bạn ấy bán rẻ thôi. Bạn ấy bán gửi tôi hai ác, một ác to với ác này thì bạn ấy bán 1,6 triệu à. Đây, server gì đây? Đây là một ác đến từ server mới thôi. Level top 1 vẫn level 50, lực chiến có 39 triệu thôi. Đấy, con này thì bạn ấy cho anh em là thích qua xe ở mới chơi, bán ấy giá 200.000 thôi. Đồ đạc cũng gia hạn 1 năm rồi, chơi được hết 1 năm rồi. Còn cái vũ khí này ba mấy ngày anh em kiếm gia hạn 1 tháng rồi. Có mấy trăm xu thôi mà. Ok, con này 200.000 thôi các bạn nhá. Nếu mà các bạn mua thẻ hay là các bạn chuyển khoản hoặc là chuyển qua Viettel, Thế Giới Di Động, Bưu Điện hoặc là Momo hoặc là Zalo Pay đấy. Còn anh em muốn mua bằng thẻ thì chỉ có thẻ Zing thôi, các bạn sẽ chiết khấu cao hơn. Tại vì tôi phải đi bán thẻ Zing đi mà. Cái thẻ Zing tôi không có nạp vào đâu được cả. Ok, đây là server gì đây cho anh em xem.
server gà lốc xoáy. Đây lốc xoáy là server 324 đây. Đây các bạn nhìn đây nhá. Ok, chúng ta đến con nick tiếp theo luôn. Một con đến từ gà tài năng ạ. Em coi chậm một chút xíu cho nó đỡ bị lag nhá, chứ không thì nó lại đơ thì tôi mất công lắm. Lại một lần nữa mình nói lại các bạn là Gunny này, cái giá cả ác và giá cả đồ nó không có giá trị lâu dài, nên là rất là mở web khó mở web shop cho anh em. Các bạn có rảnh cứ coi cái video tôi bán ác này hoặc một số ác ở trong group các bạn ấy bán. Ngân hàng các bạn mua thôi, mua được thì chơi, không mua được thì thôi, ngồi coi live stream mà coi cái đi lậu tùy các bạn. Lick này cái này các bạn mua xong rồi nếu các bạn chán có thể bán lại, đôi khi là các bạn lãi nhưng mà thường thì các bạn sẽ bị lỗ, đấy là phải anh em lựa chọn. Con này thì đây các bạn ấy bán level 61 lực chiến 17 triệu, bạn ấy bán với giá 800.000 thôi, 800.000 đồ đạc cũng đã được gia hạn tương đối rồi. Châu báu đây, đây là pet, còn rắn 5 sao nếu bạn ấy có đội anh em kiếm được đồ pet lắp vô thì nó cũng được chiến tăng cao hơn, hiện tại thì không có đồ pet. Đồ pet đây đúng rồi, đây có này, các bạn có thể bỏ ra lắp vào nhưng mà tôi không lắp để cho anh em chơi cho nó từ lúc anh em mua vô cho nó đỡ phí. Giờ tôi gia hạn nó lại lắp vô nó hết hạn mất. Ok, 4 sao rồi, chúng ta đến với con nick tiếp theo 3891. Rồi đây là một em đến từ server nào đây? À đây là link đến từ gà tin nhá các bạn nhá. Một link tầm 200 triệu lực chiến chưa đột biến đây. Full hết các thứ rồi. Kim hồn giết. Dragon cá chép. Đây là dàn châu báu. Thừa hai viên đây. Pet, bạn ấy đang sử dụng một con rắn và một con đại hiệp. Bạn ấy phong ấn con mầm xanh à, phong ấn con rồng và con phượng hoàng băng rồi. Đây là ai à, đây là cái bùa thú rất là ngon rồi. Phụ kiện pet thì bạn ấy có con này thôi, có con xe không gian này là còn ít ngày, con này tăng được chiến cao, nếu mà mất thì các bạn giảm lên một chút thôi, vài triệu. Đây là kho đồ đấy ạ. Con này thì bạn ấy ra đi với giá 10 triệu nhá. 10 triệu. Một gác trên 200 triệu khá là ổn rồi, anh em mua với giá bằng không bằng cái nhẫn này thôi. Một bên tôi nhìn các bạn nhìn cái nhẫn 6 này thôi là các bạn bỏ 10 triệu ra cũng không không đủ, nói thế thôi. Giờ nó bán là bán theo giá bán chứ không phải là bán theo cái giá tiền nạp đúng không? Chúng ta đến nick tiếp theo nhá, đây là cá tin ạ, xe và tin có thần giáo đấy. Ok, chúng ta sẽ đến với con nick gà nữ vương. Anh em cứ xem xét kỹ nick nào các bạn mua được thì các bạn mua, không mua được thì cũng không ý kiến nhá. Nick bán nó còn tùy thuộc vào server level rồi vũ khí rồi trang phục các kiểu nữa, nhiều vấn đề lắm. Đây, cho anh em xem luôn cái top của gà này, đây là một gà mới thì phải. À, đâu không phải gà mới, đây là lick gà nữ vương cũng bình thường. Bạn ấy có một cái super đàn cấp 3 trông rất là đẹp, nhìn nhỏ nhỏ nhưng mà xinh xinh. Lực chiến của bạn ấy là 3,4 triệu, bạn ấy đa dạng phụ kiện là 40 ngày rồi. Đây là nhẫn, ta xem qua cái pet chắc mầm xanh thôi, à có rắn luôn rồi. Mầm xanh thì anh em kiếm con đơn giản thôi.
Đây là kho đồ. Con này thì trắng thông tin giao dịch cá nhân định dắt gold lên cái cấp 3 này để lực chiến đến lên gold cho lực chiến tăng cao, nhưng mà lại không có bát rương, bạn ấy quên chưa gửi rồi. Thì con này thì lực chiến như này, đồ đạc cũng gia hạn tạm tạm rồi. Chúng ta ra đi với giá tập anh em gold lên thì nó gần 4 triệu chiến, tầm 400-500 nghìn gì đấy nhá. Là con này thì nghịch vui, khẳng định các bạn là đi bắn nhau mà gặp các bạn bãi châu khác thì khó chiến, nhưng mà gặp các bạn nhỏ hơn chúng ta có thể chơi đúng không? Chúng ta để ngắm cho đẹp. Ok các bạn, chúng ta sẽ đến với con nick tiếp theo. Đây là gà nữ vương nhá, quốc đâm ạ. Level 35 chưa tăng sao nên em không thể xem level sao được. Tiếp là một ác đến từ gà 9 tuổi. Gà 9 tuổi là gà kỷ niệm Gunny ra được 9 tuổi đấy, 95 đấy. Và có những cái ác, video ác của bạn trùng phùng này tôi không vô được đây, không biết là tại sao. Rồi, một số anh em chắc là bán được leak rồi, không thể báo lại. Con này thì gà nào đây? Angie. Đây là gà 9 tuổi, server mới mới đây. Xếp hạng không, tại sao lại xếp hạng không? Lực chiến cũng được 3 triệu mấy đấy. Vũ khí, đồ đạc gia hạn rồi, đã khử logo cá chép và quyền trượng 4 triệu. Này có vẻ ngon ạ. Trông bảnh phết đấy các bạn. Chúng ta cái pet, bạn này sử dụng một con mầm xanh hoặc rắn hoặc phụng hoàng băng hoặc là con gì đấy. Đây là kho đồ ạ. Con này trông khá đẹp. Thì bạn ác này thì bán với giá tầm một con 3x, lâu lâu tôi bán tầm 3-4 triệu, là tầm 7-800 con này các bạn nhé. 7-800 sợ ít đâu, 31-6 triệu. Chung chung có tầm 800 anh em nhé. Có gì mình tham khảo lại bạn chủ ác, được chúng ta bay, không được chúng ta tham khảo lại. Con này trông đẹp. Ok các bạn, châu báu đây. Tầm 7-800 thì chắc là cũng được và hợp lý rồi. Đến với nick tiếp theo ạ. Một con đến từ gà xếp hình. Đang có cái nhiệm vụ cái sự kiện, đang có sự kiện online nhận thưởng. Con này level 30. Đấy. Được chiến 1 triệu tư phụ kiện. Xong kích hoạt cái này lên là hết vàng hay sao? Ừ, ông này ông ấy ở đây vàng đấy mà. Kích hoạt đi không lại bán mất mà thôi kệ ông ấy. Để dàn châu báu. Con này level 30 này, dành cho nào thích chơi vui vui này.
đồ đạc cũng gia hạn rồi, 202 ngày, tầm 200 ngày. Đây là đang sử dụng con bầm xanh 5 sao và một dàn pet khác. Rồi, có cả đồ gold nhưng mà một tiếc là hơi ít nên tôi không tự tin để rát cho lắm. Thôi được, không sao, tôi sẽ tự tin rát. Rát anh em nhìn cho nó lên không lên thì thôi, nó có viên mà. Áo thì nhiều cái này chưa ra hạn đấy. Rồi kệ đi. Quốc 5. Con này thì bán tầm 2-3 lít gì đấy, cho anh em là chơi vui nhá. Đến từ gà xếp hình. Anh Vũ chính là bạch tiểu họa ngày xưa đấy. Ok anh em, đồ đạc ra hạn rồi nhá. Con này về bắn chơi 2-3 lít gì đấy. Một em đến từ gà xếp hình tiếp. Em đợi xí. À, đây là ác 64. Mặc kệ tao, Minh Hoàng. 64 lực chiến 32 triệu. Có bộ nhẫn 6. 3 cái 3 quả châu bóng hai dòng xuyên qua két sắt là nhiều rát nón mới áo thế mà vũ khí lại không cần nhiều. Không sao, rát dần thoải mái. Con này level 64 được chiến như này thì bán ra xem là tầm 1 triệu 7 triệu 8 anh em nhé. Gà anh em là muốn chơi một con to to mà muốn đi bắn nhau hay phó bản gì ngon ngon một tí thì đây 32 triệu không đột biến. Ok, đến với em tiếp theo, gà tin. Gà tin này một áp khỏe này. Chín sáu chín ba không bảy bảy hai. Anh em có gì nếu mà không xem con nick là thích thì các bạn tua đi nhá, tại vì mình sâu trực tiếp hơi lâu. Con này lực chiến là full sát là 96 triệu cơ, cao thế. Tôi lấy cái rương hạn cho. Không bắt rương hả? À.
con này trông khá là ngon, thiếu mất cái châu báu con xanh biếc này, anh em dạng nó xanh biếc để chơi hoặc rắn được. Có cái vừa nói cái gì nhỉ, không có châu báu bắt côn thôi, còn các thứ khác thì ok. Thì con này bạn được bán với giá là 4 triệu, anh em mua sớm thì có thể fix này, đồ đạc dạng hết rồi. Gà tin nhá các bạn nhá, server gà tin. Đó. Manh hóa to thế nhỉ, to vãi luôn. Chuyện kiện còn nhiều. Ok, đến với một con đến từ gà sấm sét, nick này của bạn cà phê Hàn Huyên. Chim độc vâng, con này thì level 48. Phụ kiện để tôi dạng cái phụ kiện lên nhá. Đây, dàn châu báu đây, full sát 29 với 2 viên châu báu kia. Lực chiến của đấy là 23 triệu luôn. Có quả, có quả set đẹp thế. Dây chuyền lắp vô. Pet, và đây sẽ sử dụng một con rắn 5 sao. À xin lỗi, mầm xanh, đây mấy toàn 5 sao cả thôi. Rắn mầm xanh, kiến, hoàng băng. Đây là kho đồ. Các bạn có thể dắt gold để nó tăng lên lực chiến, còn cũng còn nhiều nhiều châu báu này. Tôi dắt vài viên nhé, tôi chỉ dắt 2-3 viên được thôi. Thôi được rồi, có gì anh em tự xử nhá. Nếu như các bạn mua, dắt gold lên nhìn cho nó đẹp. Đấy. Lực chiến không đột biến. Đồ đạc thì dạn hai cái, còn những cái kia chưa, hai cái nhẫn thì chưa, anh em kiếm gia hạn tầm một cái là các bạn gia hạn được. Đây cái này 11 phút 4 phút đó, em trả phí 800 xu thôi đó, một sao. Còn lại anh em ấy lốt con này thì bán ấy bán với giá là 2 triệu, gà sấm sét nhá, chưa tiềm năng. Anh em mua sớm thì sẽ được fix. Ok. Bộ thân tận 40 luôn. Anh em mua sớm thì được fix các bạn nha. Con này thì có thể fix được các bạn khoảng 1-200 gì đấy, 200 gì đấy, tùy bạn chủ ác. Ok, đây là gà sấm sét, chúng ta sẽ đến với nick tiếp theo đến từ server gà đua. Level 43. Ác này chắc là bị hết đồ, chúng ta phải gia hạn rồi. hết lung tung rồi. Đang sử dụng vũ khí cho đấy, đây trượng à?
Để tuốt lại vẻ đẹp trai cho nó phát các bạn nha. Không có cái vũ khí chính mà lắp vô nhỉ, hết xu ra. Con này các bạn ấy lên nó cũng được tầm 6-7 triệu gì đấy, bạn ấy bán tầm 400.000, vẫn có tiềm năng này, không không có gì để giá hạn đấy chứ, nhưng đâu bảy tầm 7-8-7 triệu đấy các bạn. Tiếc là chúng ta hiện tại tôi chưa biết giá hạn mà cái gì đây. Thôi có gì anh em mua thì liên hệ, con này được giảm giá nhá, anh em nào bây giờ sớm bán luôn. Rồi chúng ta đến một ớt what rồi để mình lốc lại con này. Rồi gà hoàng gia. Ok, em này thì bạn ấy giảm giá, hôm trước có đăng rồi nhưng bạn ấy giảm còn 4 triệu. Level 64 lực chiến 82 triệu, trông rất là xinh xắn. Một bạn nam nào thích đầu nữ hoặc một bạn nữ xinh đẹp nào đó lấy đích này. Ok, bạn ấy đang sử dụng một con pet rắn, con đại hiệp thì em phong ấn rồi. Ở đây con đại hiệp nữa đây, hai con phong ấn hai con, còn còn con đại hiệp, con rắn, con rồng, không sao. Đây là kho đồ ạ. Đây là kho đồ. Anh em xem qua nhé. Con này là server gà hoàng gia, gà 8 tuổi đấy. Gà 8 tuổi ra vào năm ngoái. Hoàng gia mà. À quên. 8 tuổi, năm nay là 9 tuổi này. Đâu, năm nay hình như sắp 10 tuổi các bạn nhỉ, quên mất rồi. Năm nay 9, năm ngoái 8 rồi, con này ra năm ngoái. Ok. Gà hoàng gia nhá. Full 5 sao à. Tiếp theo là chip chiến. Một số nick của mấy anh em, ví dụ như bạn Thanh Minh, à, nick của bạn là Phúc gì đấy không vô được. Có lẽ chúng ta sẽ nghiên cứu sau. Nghĩa lực chiến 30 triệu. Bên server gà. Ôi, tôi lắp cái kẹo vô. Ơ. À. 33 triệu, trông ngon đấy. Con này level 50, lực chiến 33 triệu. Thì bán cho anh em với giá 2 triệu mốt, 2 triệu 2 thì đấy. Phong ấn được hai con rồi, em có thể chơi rắn kiến ông mầm xanh. 32 triệu 3. Bộ Athen 5. Vũ khí sắp 5 sao rồi. Áo mới nón 4 rưỡi, với vũ khí 4 rưỡi, áo thì 4 sao. Con này trông được gà chip nhá. Anh em mua thì liên hệ. Châu báu cũng hai dòng đấy ạ. Đồ pet thì còn nhiều trong két sắt. Xem phụ kiện chắc là gia hạn rồi. Phụ kiện gia hạn 218 ngày lận. Ok, có gì anh em tham khảo con này nhé. Thấy tầm 2 triệu 2 là 2 triệu 1 là được ạ.
Rồi, ba anh em. Chúng ta sẽ đến với một con tiếp theo. Con này thì thằng top level 50, lực chiến 278, xin lỗi 20, con này là gà mới à? Là gì đây nhỉ? Ông này khi top ấy. Ông này ông ấy top mấy đấy? Sao thì không ấy nhỉ? Lick tôi Andrew 1. Sao không có tốt nhỉ? Khó chắc chắn luôn mà nó lại lag rồi. Bị chắc là hình như hay mới gộp server sáng nay các bạn, ta sẽ không thấy tốt. Con này đồ đạc gia hạn rồi, lực chiến là vũ khí 3 sao đây, xe mới cho nên là sao các bạn ấy đập chưa được nhiều. 27 triệu là nạp ác rồi đấy, mấy bông này gà mới nạp khỏe đấy. Chắc to mấy chục rồi. Người ông ấy bán với giá tầm 2 triệu rưỡi là mới đấy, anh em có mua thì liên hệ sớm nhất có thể, châu báu còn nhiều rồi. 2 triệu rưỡi hoặc hơn chút xíu rồi đấy, có một quả super gậy như ý. Đây là một gà mới nhá, anh em có thể qua gà mới để chơi nghịch tiếp. Nhấn 4 cái đã 6 rồi, dư cả cái con lãng mạn 7 này. Ok. Ông này ông ấy vẫn chơi hay sao ấy. Ok các bạn, là đến con nick tiếp theo đến từ gà hot boy. Con này thì bạn ấy bán rẻ này. Thực chiến hay mấy triệu nhưng mà bán thấp xuống cho các bạn nào chơi chơi. Toàn lúc luôn. Level 53 chiến để tôi gia hạn cái phụ kiện đã. Ông này ông ấy hết phụ kiện, anh em phải kiếm thì anh em đi bắn nhau, chỉ khó đi bắn nhau tí không có vinh dự, giờ nó không có như trước, chỉ khó đi bắn nhau rèn luyện kỹ năng bắn có vinh dự. 22 triệu bạn ấy bán với giá có tiềm năng không nhỉ, để kích vô chắc không có à. Rắn kiến mầm xanh cùng hoàng băng manh tiểu miêu, vũ khí đang là 4 sao rồi, anh em là sao cày cuốc con lên 5 là được. Cái này thì có đồ rát nón với áo, anh em rát lên nhìn cho đẹp cũng được. Mình lại ngứa tay chọc ngoáy vài cái. 4 ngày à, 4 ngày thì không thể ra rát gôn, có gì anh em tự mua và tự rác lên nhá, nó sẽ tăng được 4k máu nữa đấy, với lại bộ giáp nó tăng lên nữa, vì bà này bán với giá 800 thôi, anh em là mua thì liên hệ. Nhẫn thì cũng gia hạn rồi, ok, còn 6k su khóa này, bục cái gì thì bục. Chúng ta đến với em tiếp theo, con này thì yếu thôi. Con này bạn ấy chắc là chơi vui. Một chiến của đấy là 5 triệu. Chưa ra hạn vụ kiện để tôi ra hạn. Ra hạn lên nhìn cho nó cao cao một tí xíu. Nhìn kiểu ăn mặc trông xấu xấu hơn bẩn tí thôi, nhưng mà trâu ấy. Bạn ấy ăn mặc kiểu phong cách nghịch ngợm. Châu báu full 18. Có nỏ thần. Dành cho anh em nó thích nỏ thần, thích giáo, thích super kẹo. Pet đang là một con rắn đấu sĩ mầm xanh và rồng, xin lỗi phụ hoàng băng và rồng. Đây là kho đồ ấy, có mấy cái phụ kiện ảo anh em cắn để cho nó tăng chiến vậy. Ôi ông này ông ấy thanh niên đang on mất rồi, để tôi con đấy thì bán với giá tầm 400 mấy các bạn nhé, 350-400 gì đấy. Để tôi xóa con đấy đi. Ô, xóa nhầm con luôn. Giờ mình lốc lại.
Ồ, tôi vẫn bị chưa xóa được click này. Bình thường chỉ vào ác đã sâu anh em một chút xíu thôi. Mình sẽ out luôn mà. Rồi anh em đợi trong giây lát có luôn con cuối cùng, hai con cuối. À đâu, con cuối luôn rồi. Đó, đây là cuối cùng trong cái nhíp ngày hôm nay, cái nhíp ngày hôm nay. Anh em có gì liên hệ qua số điện thoại 0392 640 921 và 0965 624 055. Sau khi up clip này anh em là coi đi tanh thì coi tôi bắn đi tanh thì lên page của đi tanh nhá. Ác này thì bạn ấy cũng cứ làm đều đều 53 triệu các thứ vô. Giờ bạn ấy lại bán đi, em định là một con đại sư chơi. Ác này có khỉ level 70 chiến 12 triệu, cho mười mấy triệu thì bạn ấy bán với giá tầm 6 triệu. 6 triệu. Dàn châu báu hai dòng cũng đẹp. Tầm 6 triệu, 6 triệu rưỡi gì đấy. Ok. Anh em xem qua cái sắt một tí xíu. Đây, còn nhiều đồ luôn đấy. Cái này như gà sấm sét phải anh nhỉ? Gà tài năng. Ok. Bạn đã có gì nghiên cứu nhá, có một cái lây rừng trồng tiền trượng cũng được. Rồi, thank you các bạn nha. Em lựa chọn và chọn cho mình những con ác hợp lý. Nếu như thật sự không mua được thì anh em đợi vài bữa nữa nick tiếp theo. Rồi vài bữa nữa thì tôi cũng không biết có nick ưng ý các bạn hay không. Ok, bye các bạn nha. Thank you anh em.